Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một con cưa chuột của Hitachi nha anh em. Cưa chuột này là size lưỡi là lưỡi 260 ha. Ngoại hình của máy là còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đây ha. Nó ti đồ đẩy là khá là nhẹ nhàng nha anh em. Thì giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Hitachi mã là C10FSH nha anh em. Điện là điện 100V ha. Công suất là 1330W nha. Dòng tua là 3.800 dòng trên phút nha anh em. Thì máy xài lưỡi là lưỡi 260 nha anh em ha. Đó. Tuy rồi khá là nhẹ nhàng nha anh em. Mọi người khá là đẹp luôn ha. Đó. Thì đi theo máy thì cái lưỡi zin là lưỡi Hitachi luôn nha anh em. Đây, lưỡi Hitachi ha. Lưỡi là khá là đẹp luôn ha anh em ha. Đó, cái này là zin nguyên bản hết ha, có kẹp gỗ cho anh em mình đầy đủ ha. Thì máy này là nó có laser hành trình trượt đó nha anh em. Đó, laser hành trình trượt ha. Đây, đèn gọi lưỡi là đầy đủ luôn nha anh em. Con này là khá là đẹp luôn ha. Đây. Đó. Thì con máy này là nghiêng xoay đều hai bên 45 độ hết nha anh em. Đây, xoay hai bên ha và nghiêng hai bên 45 độ hết nha anh em. Đèn laser hành trình ha, đèn gọi lưỡi nha. Bây giờ em test máy cho anh em mình xem luôn nha. Tháng từ là khá nhạy luôn nha anh em. Ngoại hình máy là khá là đẹp luôn ha. Đó, zin nguyên bản hết nha, kẹp gỗ đồ đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Thì hàng bãi thì nó hơi chạy xước ở cái vỏ ngoài là chuyện bình thường nha anh em. Đó. Thì anh em quan tâm đến con cưa chuột Hitachi lưỡi 260 này thì liên hệ em nha. Em xin cảm ơn em.